Đại diện Bộ Công an khuyến cáo người dân không cho mượn cho thuê các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng bởi thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp. Ngoài thủ đoạn truyền thống lừa xin việc, chạy án, làm giấy tờ giả, các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo với những phương thức tinh vi, đa dạng trải khắp cả nước. Điển hình là mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự yêu cầu chuyển tiền xác minh. Hay gần đây nhất có hình thức làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân rồi thuê người mạo chữ ký ra ngân hàng rút tiền từ tài khoản chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Do vậy, Bộ Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đặc biệt không cho mượn cho thuê giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.